cả nhà, con chào cả nhà. Bố anh em con nè, bố anh em con nè, một chút nữa, một chút nữa còn bé em đang bò tới. Hôm nay cả nhà thấy con, tụi con lớn chưa? Tụi con được 2 tuần rồi đó. Hôm nay là tháng 8, ngày 4 năm 2022. Tụi con được 14 ngày rồi đó. Tụi con sinh ngày 20 tây tháng 7 năm 2022. 2 tuần rồi là tụi con mở mắt rõ rồi. Đó, rồi từ cái đầu tụi con cũng nhẩm nhẩm lên rồi. Tụi con bò bằng 4 chân mà gọi mày rằng là bò cao rồi đó. Người tụi con nhẩm nhẩm lên rồi đó. Mỗi là tụi con chỉ trường thôi, trường ở dưới đất thôi. Và tụi con đó, thấy chưa, cả nhà thấy không, con là ai ta, con là Apple nè đó, Apple nè. Hai cái em trắng thì giống ba, còn có hai em màu màu đậm đậm thì giống giống má. Đây nè, bà ná nè, bà ná nè, bà ná nè, đẹp gái nữa nè, bà ná nè giống mẹ nhất luôn á, bà ná nè giống mẹ luôn I can hardly wait to come run. Nè, this is mango, this is mango. Xa xa kia là coconut nè, coconut mới hả? Thì con giờ là nhẩm nhẩm cao cao là cái đầu ngẩng ngẩng lên được rồi đó, nó con ngẩng đầu cao rồi đó, nó lúc nào nó cũng ngẩng đầu cao hết. Là mẹ theo chăm khéo lắm, mẹ theo giỏi lắm. Giờ cho mẹ theo đi ra chơi thư giãn rồi. Bây giờ là cũng 7:30 tối rồi, chút xíu nữa cho mẹ theo vô, cho mẹ theo thư giãn. Cả ngày ôm con luôn. Dạ này tụi nó lớn, tụi nó ngủ sâu. Hả? Dạ này tụi nó lớn, tụi nó ngủ sâu. Cho nên là buổi sáng mẹ theo vừa đi ra ngoài chơi cũng được 2 tiếng. Mà mình mà muốn nó vô đó là mình chỉ cần mở YouTube lên cho em bé mà nó mèo kiến mèo con mà nó kêu á là nó phóng như tên lửa. Nó phóng một cái gieo luôn. Đó, hai con là Apple, cái này Mango nè. Tụi nó cưng lắm, tụi nó nằm chồng lên nhau dễ thương lắm. 2 tuần rồi mà ngủ còn giật mình nha. Còn cái kiểu như là giật mình á là thế, là có em này chồng lên em kia giống như cái gối lên trên đỡ giật mình vui lắm. Con là bà ná này là đẹp gái nhất nhà luôn á. Bà ná là cái màu đậm giống mẹ theo. Con là coconut nè, coconut là đấy con, coconut nè. Hai đứa chơi vui không? Hai đứa chơi vui không? Oh, they kiss each other. For fun. Nó bò mà dạng bò cao rồi đó. Cái đầu nó ngẩng ngẩng lên được rồi đó. Coi coconut giỏi chưa? Coconut à. Coconut ơi. Yeah, they're wondering where am I at? Nó đang núp tay nè, đang núp tay nè, con Apple đang núp tay nè. Đó, cưng chưa nó? Đó, bây giờ nó đi mà nó đi theo kiểu mà hơi cao cao rồi đó, nó không có nằm sát cái mặt đất nữa mà nó hơi cao cao lên rồi đó. Đó. Ừ, hồi còn nhỏ là nó trường dưới mặt đất. Bà ná nè, con làm gì bà ná nè? Nãy nè. Nãy coconut với Apple nằm lên người ông ngoại vui lắm, khoái lắm. Nằm im ru luôn á. Bà ná nè, bà ná nè, bà ná nè nằm mình nè. Bà má nè, xinh gái lắm nè. Bà ná nè, bà ná nè. Hả? Cưng được con chưa? 2 tuần rồi đó. Đó, tụi con chơi vui lắm á. Nằm chồng lên nhau vui lắm á, nó hôn nhau, hôn nhau à. Coconut à. Trời ơi, hai đứa giống mẹ, hai đứa giống ba, nó giống quá trời giống luôn. Không có lẫn lộn đi đâu được luôn á. Hai cái cuốn gửi cuốn với hai cái con hải sâm của bà ngoại nè, cưng quá trời quá xá luôn à. Ngày nào ngoại cũng lấy cái cây lăn để lấy tóc ra cho tụi con hết trơn, cho tụi con nằm sạch sẽ. Khoảng 3 ngày là thay thay ca giường cho tụi con. Chơi vui không? Chơi vui không? Bà ná nè đang bò lại. Đó, bà ná nè đang chuẩn bị nhập bọn.
không? Giỡn vui không? Trời, cái móng tay móng chân tụi nó bén lắm á nha. Bén dữ lắm rồi nè. Mà nó nãy nãy giờ con chưa có bò lại nữa hả con? Lạc đi lạc hồi đi lạc đường hả con? Vui quá. Quay tụi nó hoài không thấy chán luôn á. Tối nay bà ngoại nằm dưới này với tụi con. Bà ngoại cũng gọi đèn pin nó coi tụi con làm gì. Cưng chưa? Cưng chưa? Cha mẹ theo đi chơi, chứ cha mẹ theo vô. Thôi giờ cha mẹ theo vô mới được, trời chuẩn bị tối à. Con chào cả nhà đi, bye bye, hẹn gặp lại nha, bye bye. Con chúc cả nhà nhiều sức khỏe nha, nhiều niềm vui nha, bye bye.